Xin chào tất cả các bạn, trở lại video của mình ngày hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ test cái bộ sò nóng lạnh này với cái nhôm tọa nhiệt CPU này nha. Cái nhôm này mình kiếm ở trong CPU máy tính á, ở trong hộp CPU đó. Mình lấy được ạ. Bây giờ mình sẽ đi thiết kế và lắp vào đây này để mình test thử nha. Đây, cái sò nóng lạnh của mình này. Đây là TC, loại này là loại 60W nha. Ok không vậy? Đây mình vừa đặt cái loại này là 150W để cho xem độ tỏa nhiệt con này như nào nhá. Đây, lắp này. Cái này nhôm này là cái miếng đồng này nó hơi bé hơn cái này tí nên mình phải thiết kế thêm một miếng nhôm mỏng mỏng vào đây. Đây ép vào đây. Cho keo tỏa nhiệt vào. Như này. Lắp này lên để xem nó tỏa nhiệt như thế nào nhá. Đấy, mình tận dụng hết các loại nhôm ở trong CPU. Đấy, Forcom. Đây, mình quay chi tiết này cho các bạn xem nhé. Có ống tỏa nhiệt. Quạt này, cái quạt này công suất quạt rất lớn nhé. Đây, có chữ Forcom. Cái này là chữ công ty nhé. Công ty Forcom. Các bạn nhìn thấy nhôm tỏa nhiệt này chất không? 4 chân. Rồi thì mình lấy cái khoan lắp cái này vào đây nhá. Rồi mình test cho các bạn xem nhá. Em như thế nào nhá. Rồi mình đã thiết kế thêm hai cái móc để móc cái này nhá. Đây các bạn thấy mình khoan vào đây để thiết kế để móc cái miếng nhôm tỏa nhiệt lại. Thì mình đấu sò nóng lạnh với lại cho keo tỏa nhiệt rồi thì mình test cho các bạn xem nha. Ok. Rồi, mình bây giờ mình đã hoàn thành nhá, lắp sò nóng lạnh vào đó. Đây, có cả keo tỏa nhiệt nha. Mình đấu quạt với lại test xem như nào nhé. Đấu dây vậy. Đây, mình test cái bình mà mình chế pin 3S này. Để cái này 150W ăn dòng rất lớn nha các bạn nhé. Bên 12,5A. Mình test thôi nhé. Mình đấu. Test bằng pin 3S. Để các bạn nghe tiếng quạt rất mạnh luôn. Đây nó lạnh rồi các bạn. Đây ở đây nó lạnh. Thì mình cho nó hoạt động một lúc xem nó đóng băng như nào nhé. Quạt này rất mạnh luôn. Đây, ống tỏa nhiệt. Đây, sau một phút bây giờ đã chuẩn bị đóng đá rồi các bạn. Đây, rất lạnh luôn. Để mình tầm 5 phút mình quay lại xem như nào nhé. Xem đóng đá như nào nha các bạn nhé. Đấy, rất lạnh luôn rồi đấy. 150W lạnh rất nhanh luôn các bạn ạ. À, bây giờ sau một lúc mình đã đóng đá rồi các bạn. Đây. Mình vừa tắt xong nha. Đấy, đóng đá hết rồi đấy.
Rồi, video đây kết thúc nhé. Cái này mình thấy tỏa nhiệt rất tốt luôn các bạn. Rồi, mình nhôm tỏa nhiệt này. Cực tốt luôn này. Chảy nước là. Rồi, video đây kết thúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh giúp mình để mình phát triển thêm kênh nhé. Ok.